Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Gia Vũ. Trong cái chuyên mục vào lúc 18 giờ 30 phút hàng ngày phát sóng và giới thiệu trực tiếp những cái sản phẩm của bên em làm về cho các bác khách. Đấy, thì hôm nay em hoàn thiện xong một con bàn của bác khách ở Long Biên, Hà Nội. Đơn đặt hàng của bác ấy bao gồm một chiếc bàn thờ án gian mẫu đơn giản và một chiếc tủ cơm thiết kế làm sao cho đẹp và vừa với cái gầm ở bên dưới của bác ấy. Đấy, thì cái chiếc bàn thờ này bao nhiêu tiền? Hàng loại nào, gỗ kích thước như thế nào, đấy, theo cái tiêu chuẩn của Đồ Gỗ Gia Vũ như thế nào, đấy, thì trong video này em sẽ báo lại với các bác biết, đấy, để các bác có thể tìm hiểu cái cách này để các bác có thể đặt hàng ở những cái cơ sở ở các bác cần và cũng như là tham khảo cái mức giá hay là cái kích thước sao cho nó phù hợp nhất các bác nhé. Thì đi vào sản phẩm thì trước mặt các bác đây là một chiếc bàn thờ án gian chân 14 cực kỳ là to đây các bác này, chân 14 các bác nhé. Với cái kích thước của bác ấy làm là 1m97, rộng 97 và cao các bạn, cao là 1m27 các bạn nhá. Với phần khuôn mặt ở đây em làm cho bác ấy là hàng khuôn 4 ván 1,5 phân, các bác nghe cái tiếng ván 1,5 phân này. Đấy. Cực kỳ là chắc luôn các bạn. Tuy là nó sẽ không chắc bằng cái hàng khuôn 5 ván 2 nhưng mà với cái nhu cầu là các bác chỉ bày bát hương các bác nhá, chỉ bày bát hương và thờ ảnh ấy, thì cái hàng ván 1,5 phân là nó thoải mái rồi. Ví dụ như bác nào là con cả hay là bác nào có cái điều kiện các bác thờ lưu hương đỉnh đồng bên trên ấy, thì lúc đó em khuyên các bác là làm cái hàng khuôn 5 ván 2 thì cho nó chắc chắn các bác nhá. Nhưng mà các bác nhìn xem cái hàng khuôn 4 ván 1,5 phân đây các bác này. Đấy. Phần mặt được em soi đường chỉ phào này cực kỳ là đẹp các bạn, cực kỳ là đẹp. Nếu mà bác nào mà ưa thích cái dạng là bo ấy, thì các bác có thể là yêu cầu nhà xưởng người ta bo lên thì lúc đó cái hàng ván của các bác nó sẽ dày hơn các bác nhá. Để nhìn cái hàng ván 1,5 phân đấy, khuôn 4 thì các bác nhìn ra cái mặt sau này thì bao giờ cái hàng mỏng này nó cũng sẽ mỏng hơn. Và đây các bác nhá, đây là cái lối làm mặt theo cái lối mộng thường, là mặt thường phổ thông ở trên thị trường. Đấy, nhiều bác xem kênh YouTube của em thì các bác biết đấy, là đợt này em đang cải tiến cái mẫu mặt bàn mới, là nó sẽ kéo theo cái mộng sập và nó sẽ bổ chéo ở đây, và góc này là nó sẽ có cái cổng mộng thắt đấy, thì đấy là kiểu mộng sập. Còn đây là đến đến tầm khoảng 99% ở trên thị trường sẽ thiết kế theo cái cổng mộng này đấy. Cái này thì nó làm dễ dàng hơn này, nó làm nhanh hơn và nó phù hợp với truyền thống hơn các nhá. Còn với cái hàng bộ mộng chéo của em kia thì làm kỹ thuật nó cao hơn, lâu hơn và đồng thời nó cũng chắc chắn hơn cho các bác. Đấy là phần khuôn mặt, lá mặt ghép hai và được sơn màu sơn PU bóng này, các bác nhìn xem cực kỳ là sáng đúng không ạ? Đường vân của hai cái tấm gỗ này cực kỳ là đẹp. Và phần cổ ở đây em làm cho bác là cổ 2 phân đấy, và được đục chữ vạn, các bác nhìn thấy đường nét này, cực kỳ là đẹp và đều. Và cái điều đặc biệt đấy là cái chữ vạn này nó cực kỳ ít bám bụi bẩn luôn các bạn, đấy, cực kỳ là ít bám bụi bẩn luôn. Với cái yêu cầu của bác ấy là đơn giản này, ít bám bụi bẩn này đấy, và nhìn nó hiện đại thì các bác chọn ngay cho em cái mẫu cổ như này, hoặc là mẫu cổ chữ công đấy, thì cần chỉ cần lau qua thôi cần là cực kỳ là sạch. Và cái mẫu cổ cổ 2 phân đấy, cái cổ 2 phân này nhiều nhiều bác này sẽ không để ý, nhưng mà cái cổ 2 phân với cổ 1,5 phân hoặc là 1,5 phân cơ ấy đấy, được khi cái mặt bàn mình bên trên này, trên nó nặng này, nó đè xuống cái phần cổ này thì nó 2 phân bao giờ nó chịu lực nó cũng tốt hơn các bác nhá. Tiếp đến là cái phần là phần vai, thì vai ở đây em vẫn làm cho bác là vai 6 bản 10, và phần vai được tuyển chọn gỗ lạt cực kỳ là sạch sẽ. Đấy. Còn phần bên hông này thì em sẽ làm mộng thắt cho các bác. Với cái mẫu hàng loại 3 ở bên nhà em ấy, thì em trước em có làm một cái video ấy là sẽ là hàng bắt keo vít như hình ảnh của bác xem ở trên đây. Đấy, thế là keo vít là như thế nào? Đây là cái phần chân hậu và phần vai và tất cả những cái phần hông này là gắn chết với phần chân hậu. Các ông nhìn kỹ nhá. Đấy, thì sau khi lắp nối với nhau ở cái phần vai chân tiền như này là phải có keo vít để bắt nối vào bên trong vào để cho nó chắc chắn như hình ảnh video các bác đang xem ở đây. Đấy, còn với hàng mộng thắt thì lúc đầu bác xem ấy là hai bên là hai mộng thắt dán trên xuống đúng không ạ? Bên dưới thắt thì lúc đó cái bàn của mình nó chắc chắn hơn và không cần phải dùng đinh vít keo vít như hình ảnh video các bác vừa xem. Đấy là ưu điểm của hàng mộng thắt có nhau. Và cái phần cổ thứ hai ở bên dưới này cũng được em làm là 2 phân và được long khung ở những cái đường đấu mòi này cực kỳ là bén. Dạ tiền là dày 4 phân, dạ hông đều dày 4 phân hết các bác nhá.
Đấy, thì hôm trước em có quay lên cho các bác xem lại là một cái mẫu bàn, đây là phần sen này là dát vàng cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đấy là trên chất liệu bằng gỗ hương đá. Đấy, nếu bác nào ưa thích cái mẫu dát vàng như vậy thì các bác có thể lấy yêu cầu nhà xưởng người ta dát vàng cho các bác. Với cái mẫu vàng Đài Loan ấy, thì nó cũng rẻ thôi, nó chẳng đáng là bao nhiêu đâu, nhưng mà bác nào thích thì mình có thể dát lên để cho nhìn nó đẹp hơn các bác nhau. Và em sẽ quay cho các bác xem là cái phần mộc thất này, cái kỹ thuật người thợ làm này cực kỳ là bén, đấu mòi này cực kỳ là cẩn thận này, rất khớp với nhau luôn. Đấy, và đây là cái đường nét khi mà cái hàng ván, khi cái mặt nó mình sập xuống với nhau, và đây cũng vậy, các bác nhìn thấy xem. Đấy, cực kỳ là bén. Thì anh quay tổng thể cho các bác xem về cái màu gỗ, đấy, về cái đường nét sơn, về cái độ hoàn thiện của sơn. Đấy, đây là cái phần mặt tiền của nó. À, đi tiếp theo trong combo của bác ấy là một chiếc bàn cơm, đấy, một chiếc tủ cơm to và đẹp như này. Đấy, thì với những cái ngày bình thường mà mình không thờ cúng gì ấy, thì mình sẽ đút vào đây. Các bác nhìn xem này, nhìn nó cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đấy, các bác nhìn xem, nhìn nó cực kỳ là đẹp và đều, và cái cảm giác bên dưới này nó không bị trống. Nhiều bác là mua mỗi bàn to nhưng không có bàn cơm ấy, thì những ngày làm ngày rễ mùng một ấy thì mình lại không có cái gì để đựng cơm, đấy, không có cái gì để bày đồ, và cái cảm giác bên dưới này nó sẽ bị trống. Nhưng mà khi mình đút cái tủ cơm này vào này, các bác nhìn xem, nhìn nó đầy đủ và nó đẹp hơn đúng không ạ? Thì cái tủ cơm này em làm cho bác là dài là 1,07 m, cao là rộng các bác, rộng là 48 và cao là 57. Thì em thiết kế cho bác là nó phù hợp, đấy, nó gần sát với cái phần dạ như này coi nhá. Và tất cả những cái số đo em vừa đưa cho các bác trên này là đều chuẩn thước lỗ ban số đẹp. Đấy, dài là 1,07 m, cao là 57 và rộng là 48. Các bác có thể tham khảo cái số đo này để các bác làm. Thì trên thị trường ấy, cái chiều rộng cái tủ cơm này thường thường người ta chỉ làm là 87 thôi các bác nhá, 87 thôi. Nhưng mà với nhà em ấy, thì nhà sản xuất thì nói chung là gỗ lạt thì nó làm cho các bác tùy theo cái ý thích của các bác. Và cái tủ cơm này các bác nhìn xem, cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Xoay cả đằng sau là cho các bác xem. Đấy, cái ván mặt đằng sau thôi, nhìn nó cực kỳ khác hoàn toàn so với những hàng ngoài chợ. Vì cái gỗ lạt của mình ấy, mình chủ động được, và nhà em là chuyên cái dòng gỗ đỏ nên là thoải mái gỗ, chứ không phải là sử dụng những cái hàng ván tận dụng để mình làm. Khi mà cái cánh tủ cửa hàng mở ra các bạn này, rồi cực kỳ là to luôn. Với cái cánh tủ này nhá, thì các bác có thể đựng là hương hoa tiền tài hay là những cái vật phẩm, hay kể cả những cái đồ sứ bát đĩa vào trong tủ này thì cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, hay là kể những tập kinh thánh, hay là những phần di ảnh, hay là tất cả những cái phần hương và bật lửa để ở đây, thì cái bàn thờ của mình lúc đó nó sẽ gọn và nhìn nó sẽ được đẹp hơn, chứ không phải là bày lung tinh lên trên cái phần mặt bàn các bạn. Và cái hàng ván này nó cực kỳ là dày các bạn nhá, và tất cả bên trong đều được em lót đầy đủ hết cho các bác. Đấy, nhiều nơi nhiều cơ sở là người ta chỉ ưu tiên là về mặt ngoài nhưng mặt trong của người ta sẽ không được đẹp, nhưng mà đây các bạn nhìn xem này, cực kỳ là đẹp, lót đầy đủ luôn. Gỗ lạt thì không cần phải chê, tại vì nhà em chuẩn bị được gỗ, và cái độ dày của cái phần phần mặt đây khi ấn vào này cực kỳ là thoải mái. Đấy, khi mà ngày lễ ngày Tết này rằm, để bàn cơm đây, để cái tủ thờ ở đây, và mình bày đồ lên trên này thì nó phải được đẹp không đúng không bác? Đấy, nhiều bác là sẽ không mua cái tủ này, và bác ngày lễ ngày Tết thì không có những cái đồ gì, không có cái bàn đặt bên dưới này, thì các bác sẽ đặt cái bàn cơm, mâm cơm trên này. Đấy, hay là đôi lúc bát canh nước đĩa thịt gà, hay là những cái vật phẩm đồ cúng linh kinh ở trên này. Đấy, ở giữa là bát hương, và lúc đó cái nhìn bàn thờ nó khá là lộn xộn. Các bác cứ để ý cho em là như vậy các bác nhá. Đấy, nó khá là lộn xộn, nên là em khuyến khích các bác là nếu mà được thì mình nên sắm cho mình một cái tủ cơm hoặc là một cái bàn cơm, ngày lễ ngày Tết thì mình kéo ra, còn ngày bình thường ấy thì mình sẽ đẩy vào trong như này. Đấy, thì nó sẽ gọn gàng và đẹp, chả mất một tí gì hết. Đấy các bác nhá. Đấy, thì bây giờ em sẽ quay cho các bác xem là cái phần bên trong, phần bên trong của một chiếc bàn thờ hàng của nhà em nó sẽ như thế nào. Hàng loại 2 thống nhất với nhau, xà lim, làm xà lim cho bác chuẩn chỉ luôn. Đấy, nhưng mà xà lim trông vậy là một cái loại gỗ được làm cực kỳ là tốt. Và các bác nhìn này, thang xà cánh tay của em so với cái thang xà này cực kỳ là to. Đấy, còn gỗ lạt bên trong thì con này em đã quay rất nhiều cho các bác xem cái phần gỗ lạt bên trong rồi, tại vì quay từ cái lúc hàng mộc cho đến cái lúc hàng sơn,
thì trời nó hơi tối, nhưng mà các bác nhìn thấy là cái đường nét, là ví dụ như cái phần này nhá, đều được lót đầy đủ hết. Tại vì sao là phải lót? Tại vì khi mình lót lên ấy, đấy, thì cái gỗ của mình nó sẽ được đảm bảo là một, cái thứ hai là nó ít bị ruồi muỗi hay là những con nhện nó vào đây nó bám. Đấy, vì những cái góc này này rất hay là dễ bị nhện bám đấy, nên là phải lót cho các bác. Thì nhiều nhà người ta sẽ không quay cái phần bên trong, tại vì sao? Tại vì là người ta không lót đấy, người ta không lót là một, cái thứ hai là người ta lót ít. Như nhà em ở đây là em lót cho các bác là hai nước sơn lót và được gia cố thêm vào những cái phần thang này nhá. Thì em xin lỗi các bác là tại vì hôm nay là trời nó khá tối rồi nên là em quay nó bên trong này nó không được sáng. Và cái hệ thống thang xà ở đây em làm cho bác này đấy, là 7 thang xà, trong đó là 2 thang én và 5 thang đỡ, và cái phần thang hậu ở sau này với những cái hàng loại 2, hàng mộc thắt là bao giờ thang nó cũng dày hơn nhiều hơn đúng không ạ? Nên là nhiều bác sẽ bảo là mộc thắt thì thêm cái mộc thắt nó đáng bao nhiêu, nhưng mà mộc thắt là nó thêm phần công thợ là một, nó thêm phần gỗ là hai đấy đấy, nó thêm cái phần sơn nữa là ba, nên là nó sẽ mất nhiều công hơn. Nên là các bác chú ý để ý đến phần này coi nhá. Và nhiều bác sẽ thấy này, to mà các bác, đấy các bác nhìn xem cực kỳ là to luôn các bác. Đây là tổng thể của đơn hàng của bác ở Long Biên, Hà Nội. Đấy, thì ngày mai em sẽ bàn giao đi. Và bác nào đang ưng ý cái mẫu bàn như thế này, đấy, thì các bác có thể liên hệ đến em qua cái số điện thoại là 0865 869 126. Thì em sẽ tư vấn và thiết kế cho các bác. Và bác nào đang có cái nhà mình đang thay bàn thờ mới này, xây nhà mới này, đấy, hay chuẩn bị vào nhà mà chưa biết cái số đo phong thủy sao cho nó phù hợp với nhà mình, và đặc biệt là chưa biết gì về gỗ ấy, thì các bác có thể liên hệ đến em ngay để em tư vấn miễn phí cho các bác nhé, tư vấn miễn phí cho các bác. Thì em sẽ đọc qua cái kích thước của chiếc bàn và chiếc tủ như thế này để cho các bác có thể tham khảo cái số đo đấy. Thì cái bàn dài là 1m97, rộng là 97 và cao là 1m27 các bác nhé. Và chiếc tủ cơm là dài là 1m07, sâu là 48 và cao là 57. Đó là thước đo, số đo cho cái bàn này. Đấy, thì các bác có thể là dùng cái kích thước đấy để làm cái đồ cho nhà mình. Với cái mẫu bàn này thì nó phù hợp với những cái bàn như là 12 mét vuông này, đấy, 15 mét vuông, những không gian phòng 15 mét vuông hoặc là phòng thờ kết hợp với phòng khách để là được đẹp, là chính xác nhất coi nhá. Thì cảm ơn các bạn đã xem hết video này, và bác nào đang quan tâm với những cái vấn đề về đồ thờ và nội thất phòng thờ thì các bác có thể liên hệ đến em các bác nhá.